Chào tất cả anh em đến với shop phụ tùng Nhật Đạt nha anh em. Hôm nay thì shop về được mấy cục IC110 nha. Với lại mấy cục Wayne nữa này. Đấy thì như anh em nào có nhu cầu liên hệ với Đạt nha. IC110 thì chắc không cần phải giới thiệu nhiều với anh em rồi ha. IC110 thì nó cái chân nhắc nó sẽ màu nâu như vậy ha. Đó. Và sau nó sẽ có mã này. Ở phía trên nó sẽ có chữ Sinenyen. Nói chung là đồ theo xe này mình không có muốn rửa luôn em, tại vì nó đúng chất của nó ha, còn rất là đẹp nha. Đó. Mã mộc đầy đủ hết nha. Đồ theo xe là đa số là nó còn mã nha anh em, nó cũng sẽ có những cái xe mất mã nhưng mà ít, còn đồ cam mà nó gần như là nó không có mã nha anh em, tại vì nó bên nó chạy phá lắm nó không còn mã ha. Xin ghê nè. IC rất là đẹp nha anh em, bao cho anh em chưa mổ chưa chạm nha, bao sống bao test cho anh em thoải mái luôn, bao anh em chạy được xa nha. Đó, IC110 thì nó rất là mặn anh em, nó mặn hơn so với IC Dream Thái cũng như là IC Way Alpha rất là nhiều ha. Thì tất nhiên là cái chất lượng của nó sẽ không có giống như cái chất lượng của những cái IC mở tour như là Archie hay là Dream 99. Thì cái xe này nó sẽ dành cho những anh em nào mà chúng ta đi 100 lên 110 hoặc là anh em đi xe 110 nha. Còn những cái IC mở tour thì nó sẽ dành cho những anh em mà chúng ta chơi cái dòng xe mà kiểu như xe độ hoặc là xe mà chúng ta có làm nồi làm cam cò á, thì cam cò xúc bắp thì chúng ta sẽ đi cái bộ IC mở tour. Còn IC này thì anh em sẽ dành cho những anh em mà chúng ta đi xe zin mà anh em muốn nó mặn hơn bình thường, ngọt hơn bình thường, anh em sẽ đi những cái IC như vậy ha. IC Future 110. Còn đây là cục IC này là cục IC Wayne này nha. IC Wayne đó. Nói chung là nó cũng y chang như là IC 110 luôn em. Nè, cục Wayne với cục 110 là đặt là như hai anh em luôn, cùng cha khác ông nội thôi. Đó. Còn lại là nó y hệt. Nó cũng nhưng mà cái chân nó sẽ màu trắng này nè. Đó, chân nó màu trắng ha, còn con kia chân nó màu nâu, khác vậy thôi à. Còn lại y chang luôn. Đó. Thì những anh em nào mà chúng ta mua IC của 110 liên hệ với Đạt nha. Đó, mình ở đây có khoảng số lượng khoảng mười mấy cục thôi. Thì những anh em nào nhanh tay thì chúng ta còn, anh em cũng biết là cái thời gian gần đây ấy, thì cái IC 110 này ấy, nó càng ngày càng hiếm hàng ha. Đó, nên là những anh em nào chúng ta cần thật sự ấy, thì chúng ta có thể nhanh tay liên hệ với Đạt để mua nha. Giá là 450.000 một cục nha anh em. Cảm ơn em rất là nhiều. Thì mọi người gặp anh em những clip tiếp theo nha.